Trước khi đến với nghề huấn luyện viên yoga thì Hoàng Nguyên đã từng là một nhân viên văn phòng và công việc hàng ngày của mình đó chính là ngồi gõ máy tính như thế này. Và chỉ cần một lúc thôi là Hoàng Nguyên đã cảm thấy đau mỏi cổ vai gáy rồi. Và Uyên tin chắc rằng tình trạng đau mỏi cổ vai gáy không chỉ xảy ra ở giới văn phòng mà còn ở rất là nhiều nghề. Bởi vì chúng ta thường xuyên sử dụng điện thoại, chúng ta thường xuyên ngồi sai cách. Và khi mà mình bị đau cổ vai gáy thì mình đã tìm lên YouTube và mình đã tìm ra một kênh của cô Nguyễn Hiếu Yoga, là một chuyên gia yoga có tiếng, rất là có tiếng trên mạng. Và mình đã thực hiện 5 bài tập của cô Nguyễn Hiếu mỗi ngày. Và từ đó thì tình trạng đau mỏi cổ vai gáy của mình đã được cải thiện và gần như hết hẳn luôn. Thì ngay bây giờ thì Hoàng Uyên sẽ chia sẻ đến bạn 5 bài tập của cô Nguyễn Hiếu Yoga. Và mình cảm thấy rất là thích và rất hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhé. Đầu tiên thì bạn chỉ cần ngồi thẳng lưng để ngực lên thôi. Chúng ta có thể ngồi bất kỳ đâu. Chúng ta có thể ngồi trên giường, ngồi trên ghế hoặc là ngồi dưới thảm như này. Và mình thả lỏng hai vai xuống. Chúng ta xoay khớp cổ. Bạn hãy xoay thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Cảm nhận cơ cổ được căng giãn các bên. Hãy hít thở đều và hãy giữ thẳng lưng của bạn. Nếu bạn bị đau khớp cổ thì chúng ta sẽ xoay vòng nhỏ thôi, chứ chúng ta không cố gắng là xoay vòng rộng và ngửa đầu ra sau hết cỡ như này bạn nhé. Chúng ta sẽ kiểm soát lại cơ cổ của mình. Rồi xoay ngược lại. Hãy cảm nhận cơ cổ của mình, kiểm soát lấy nó. Và hãy xoay thật chậm, rãi. Hít thở đều. Động tác số 2, mình sẽ nâng đầu lên. Từ từ, mình nghiêng đầu sang bên trái. Và chúng ta này, đưa tay phải sang ngang. Rồi, nghiêng đầu sang bên trái. Cảm nhận cơ cổ bên phải đang được kéo giãn ra. Hãy lăn tay phải sang ngang nào. Giữ ở đây và hít thở đều. Bạn không cần ngửa độ cổ lên mà cũng không cúi xuống. Chúng ta hãy nghiêng và mắt nhìn về phía trước. Giữ ở đây, hít thở đều. Bạn hãy giữ ở đây từ 15 đến 30 giây. Năm giây cuối. 5 4 3 2 và 1. Chậm rãi mình nâng đầu lên và đổi bên. Đưa tay trái xuống tay phải, kéo đầu nghiêng sang bên phải. Cảm nhận căng cơ cổ bên trái. Hít thở đều. Hãy đẩy ngực của bạn lên và mắt nhìn về phía trước. 5 nhịp thở cuối. 5 4 3 2 và 1. Rồi hít vào, nâng đầu lên, hai tay của bạn lại đan vào nhau và đưa sau gáy. Hít sâu, đẩy ngực và chúng ta mở hai vai về sau, vươn cằm lên. Thở ra, ép khuỷu tay cúi đầu, căng cơ cổ sau. Hít vào, chúng ta đẩy ngực lên, mở hai vai về sau, vươn cằm. Và mình sẽ giữ ở đây vài nhịp thở. 6 5 4 3 2 và 1. Thở hết ra, chúng ta ép hai khuỷu tay vào nhau và cúi đầu xuống. Cảm nhận căng cơ cổ sau. Lưu ý vẫn giữ thẳng lưng và đẩy ngực lên. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, từ từ mình nâng đầu lên, hai tay vươn lên cao. Động tác thứ tư này. Thở ra, chúng ta sẽ đưa tay trái xuống. Tay phải của mình nắm sang khuỷu tay trái. Rồi nếu làm tốt này, bạn sẽ kéo tay trái về phía sau và sang bên phải. Động tác này có tên gọi là ép khuỷu tay. Thì chúng ta sẽ giúp cho mình thư giãn cái vai của mình. Và rất là thư giãn. Mình chỉ cần ép khuỷu tay như này thôi, mình đã thấy là cảm giác phần vai của mình rất là thư giãn rồi.
Hít thở đều. Tay trái của bạn thì cứ thả lỏng về sau lưng thôi nhé. Chúng ta không gồng tay trái. Và lưu ý trong động tác này là chúng ta không dùng tay vít đầu xuống như này, thì chúng ta vô hình chung lại làm cho lưng của mình cong lên. Đó. Và cũng không có tác dụng cho động tác. Mình sẽ giữ thẳng lưng và đẩy ngực. Rồi hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, mình sẽ đưa tay phải xuống, tay trái kéo khuỷu tay phải sang bên. Chúng ta đưa về sau một chút này, rồi kéo sang bên. Rồi giữ ở đây và hít thở đều. Hãy đẩy ngực lên, giữ thẳng lưng nhé. Và siết nhẹ bụng dưới của bạn lại. 5 4 3 2 và 1. Rồi hít vào, mình nâng hai tay vươn lên cao. Thở ra, hạ hai tay xuống. Chúng ta sẽ đến với động tác thứ 5. Hít vào, hai tay ra ngang. Rồi từ từ chúng ta đưa tay trái này gập lại. Cái cẳng tay trái của mình này sẽ vuông góc với bắp tay trái. Rồi tay phải mình đưa sang bên. Được không ạ? Chúng ta duỗi thẳng tay phải ra. Rồi mình nâng tay phải lên một chút, ngang bằng với vai phải. Chúng ta ép khuỷu tay dần vào. Dùng tay trái này, dùng một chút lực nhấn cái cẳng tay bên phải vào. Và chúng ta sẽ cảm nhận là nó căng ở phía vai phải. Thì đây là động tác ép vai, sẽ giúp cho bạn thư giãn vùng vai, kéo giãn cái vai của bạn ra. Rất là thư giãn luôn. Và chúng ta sẽ giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, hai tay ra ngang. Thở ra, chúng ta đổi bên. Co tay phải lại và đưa tay trái sang bên. Được không ạ? Chúng ta nhớ là giữ thẳng tay trái nhé. Rồi mình sẽ nâng tay trái lên một chút, ngang bằng với vai. Sau đó mình sẽ ép lại. Rồi, giữ ở đây và hít thở đều. Hít thở đều nào. 5 4 3 2 và 1. Rồi từ từ mình hạ tay xuống. Rồi chúng ta rũ rũ nhẹ vai một chút. Đó. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong 5 động tác đơn giản. Và thực hiện ngay tại đâu, ngay tại đâu này, ngay tại thời điểm nào mà chúng ta cảm thấy là đau mỏi cổ vai gáy, chúng ta sẽ thực hiện ngay giúp Hoàng Nguyên nhé. Và hy vọng rằng video này có ích đối với bạn. Hãy giúp Hoàng Nguyên chia sẻ đến mọi người xung quanh để chúng ta có thể cải thiện cái tình trạng đau mỏi cổ vai gáy ngay lập tức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Namaste.